tập 6, trận gò dầu, cả trung đoàn hành quân quay lại vùng Ba Vách, một bài. Đến đây, chúng tôi mới được phổ biến nhiệm vụ là trung đoàn tập trung lực lượng giải phóng vùng Bến Cầu, Tây Ninh. Tiểu đoàn 8 được giao nhiệm vụ đánh và giải phóng ấp gò dầu. Tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 9 đánh giải phóng khu vực Bến Cầu. Toàn bộ khu vực tác chiến của trung đoàn nằm ở phía tây sông Vàm Cỏ Đông huyện Bến Cầu, Tây Ninh. Đại đội tôi được giao nhiệm vụ đánh đồn gò dầu đại đội 3 đánh phía bên trái tước là đánh vào ấp gò dầu. Đồn gò dầu nằm ở đầu về phía trái của ấp gò dầu. Tiểu đoàn phổ biến và giao nhiệm vụ. Địch ở đồn gò dầu có một đại đội bảo an xây dựng đồn bút kiên cố có nhiều lớp hàng rào dây thép gai, có hệ thống nhìn các loại, có các trận địa pháo và máy bay chi viện khi bị tấn công. Nghe tiểu đoàn phổ biến và giao nhiệm vụ, tôi chẳng yên tâm tí nào. Tôi nói, đánh đồn mà không được đi điều nghiên, chẳng biết địch bố trí binh lực, hỏa lực thế nào đồn to nhỏ, dài ngắn, cấu trúc vật cản ra sao. Không biết thì làm sao đánh được, hơn nữa đại đội không có bộc phá xào để phá hàng rào và kéo cắt dây thép gai thì làm sao vào được. Đồng chí Hưu tiểu đoàn trưởng nói, bây giờ ta đánh địch theo thời cơ chiến dịch, địch đã hoang mang, dao động cực độ, quân ta đang chiến thắng trên khắp các chiến trường, nếu chúng ta không nhanh sẽ mất thời cơ. Thời gian đâu mà đi điều nghiên, thực ra, cả trung đoàn chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, xuống đánh vùng này chẳng ai biết địch bổ trí thế nào. Tối ngày 28 tháng 4 năm 1972, tiểu đoàn 8 được một số du kích địa phương dẫn đường chiếm lĩnh trận địa. Chúng tôi đi từ Ba Vách, Cam Phu chia xuống. Bộ đội đi qua địa hình chống trải, lác đác có các cây tràm cao ngang khắt lưng sen kẽ là nương rẫy của dân trồng dưa hấu. Đơn vị đã được quán triệt phải chấp hành tốt công tác dân vận, nhưng không sao quản lý nổi. Anh em vẫn lấy dưa ăn vứt vỏ bên đường đốn một gò đất tương đối cao có nhiều cây tràm mọc lưa thưa, cao không quá đầu người, cả tiểu đoàn dừng lại. Đồng chí tiểu đoàn trường nói, sở chi huy tiểu đoàn đặt ở đây. Đại đội một đi theo đường xe bò này khoảng 1.500 mét nữa là sẽ thấy đồn địch. Đại đội 3 đi phía trái cùng khoảng 1.500 mét là tới bìa ấp, nhanh chóng đánh chiếm đồn gò dầu. Đại đội 2 nằm cạnh tiểu đoàn bộ. Đại đội tôi được tăng cường một khẩu cối 82 của đại đội 4. Chúng tôi hành quân chiếm lĩnh trận địa đi được khoảng 1.000 mét, gặp một gò đất cạnh con suối cạn, chúng tôi cho đặt trận địa cối 82 và giao nhiệm vụ hiệp đồng tác chiến giữa bộ binh và pháo binh. Đi hết một cánh đồng trống trải, bằng phăng, thì gặp các đồi nương đất cao dần bậc thang về phía ấp. Thỉnh thoảng, dọc theo bờ nương có các bụi cây gai thấp lẻ tè, to bằng cái rổ Đến đây chúng tôi đã nhìn rõ tháp canh nằm giữa đồn địch cao khoảng 15 mét. Đại đội dừng lại, giao nhiệm vụ cho các trung đội và thống nhất hiệu lệnh tấn công, phân công chi huy đi các hướng tôi và đồng chí xuyên đại đội trưởng đi ở mũi chủ công đánh chính diện hai đồng chí cấp phó đi với hai trung đội đánh hai mũi hai bên triển khai nhiệm vụ xong các mũi bắt đầu tiền nhập mũi của tôi bò qua lớp hàng rào thứ hai trời sáng như ban ngày có đồng chí chủ quan đứng dậy mà địch vẫn không biết đồng chí ngọc trung đội trưởng đã bò vào tới hàng rào thứ ba hàng rào cuối cùng Tôi đang nằm ở hàng rào thứ hai đã nhìn rõ lô cốt địch mà tại sao địch không phát hiện được anh em mình. Một đồng chí bò ra báo cáo địch chỉ có ba hàng rào, nhưng lớp trong cùng nó rào bằng lưới B40, cao khoảng gần 2 mét. Bộ đội không vào được. Tôi nói với đồng chí Ngọc Trung đội trưởng, đồng chí cho cột hai quả bộc phá, loại 0,5 kg. Lại với nhau, đặt vào hàng rào mà đánh, phá được hàng rào rồi nhanh chóng cho bộ đội nhảy vào đồng chí Ngọc chưa kịp giật nụ xòe cho bộc phá nổ thì ở ngoài có một đơn vị vây ép ná mấy quả cối 82 vào đồn. Anh em chúng tôi tưởng lệnh nổ súng nên vội nổ súng và quang lựu đạn vào đồn. Có đồng chí đạp phải mìn sáng làm cho khu vực mũi chính diện của tôi sáng như ban ngày. Địch hốt hoảng, nhảy ra công sự, lô cốt chống trả quyết liệt. Bị kẹt ở lớp rào B40, không sao vào được, chúng tôi nằm chơi giữa bãi trống, ra không được mà vào cũng không xong tôi cho anh em lui ra hàng rào thứ hai, lợi dụng bờ ruộng bậc thang đào hầm trụ lại. Đại đội trưởng xuyên đi sau nhanh chân hơn nhảy được ra hàng rào ngoài cùng, còn tôi và hai đồng chí thông tin hai oát kẹt lại ở giữa hàng rào thứ hai. Lợi dụng bờ ruộng và đất mềm, tôi cũng khoét được một cái hầm sát bờ ruộng sâu khoảng 50 phân, gần với hai chiến sĩ thông tin. Trước hầm tôi là một bụi gai nhỏ, bằng một bó chè. Tôi ghé mắt vào đó nhìn về phía trước thấy ba chiến sĩ đã hy sinh, cách tôi khoảng 5 mét tôi nhìn rõ lô cốt địch, từng tên địch đi lại, cách hàng rào B40 khoảng 30 mét. Thấy anh em hy sinh, nhưng địch không dám ra lấy súng, vì nó sợ bị đạn cối của đơn vị vây ép bắn. Chúng cũng không dám trèo lên tháp canh để quan sát, đi lại trong khu vực đồn. Từ sáng, chúng tôi liên tục bị địch dùng các loại đạn bắn ra nên bộ đội chỉ nằm yên không nhúc nhích. Khoảng 9 giờ sáng, tôi thấy một thằng chỉ huy đứng lên lô cốt nói với thang lính cầm khẩu súng M79. Nó chỉ tay và nói theo các bụi cây kia, mày bắn cho tao mỗi chỗ vài quả. Tên lính cầm súng bắn khắp lượt, tôi theo dõi, chờ đợi nó bắn vào chỗ mình, bỗng tên địch chĩa nòng súng vào ngay chỗ tôi, tôi vội nhắm mắt lại, áp sát người xuống đất, một quả đạn nổ ngay miệng hầm tôi và hầm của hai chiến sĩ thông tin hai oát, đất cát, khói bụi mù mịt. Có đến năm, sáu mảnh đạn găm vào lưng tôi, có một mảnh ở hông khá to. Máu chảy đầm đìa ướt cả áo tôi vội lấy hai chéo dù hoa quấn chặt lưng và ép sát vào thành hầm cho đỡ chảy máu đồng chí thông tin nằm sát tôi tưởng tôi đã chết cứ ghé miệng gọi nhẹ thủ trưởng ơi có can chi không vì đang cố quấn chéo dù hoa vào người nên tôi chưa trả lời ngay được một chiến sĩ nói có lẽ thủ trưởng chết rồi tôi sợ anh em bò sang nên vội nói nhỏ tôi chỉ bị thương nhẹ không chết đâu cứ ngồi yên đó ngóc đầu dậy là chết đấy vì vướng bờ ruộng nên địch không bắn thẳng ra được chúng gọi pháo Máy bay đến đánh liên tục, máy bay bay sát ngọn cây, bắn đại liên xuống như mưa. Các trận địa pháo xung quanh cũng liên tục bắn vào đội hình của chúng tôi. Bị kẹt trong hàng rào thứ hai, không làm gì được, tôi sợ tụi địch ra lấy súng của mấy đồng chí hy sinh sẽ phát hiện được chúng tôi. Tôi nói với đồng chí thông tin liên lạc với tiểu đoàn báo đại đội 1 đang gặp khó khó khăn, đề nghị cho 12 ly 7 nổ súng để kéo máy bay ra, không thì đại đội 1 sẽ bị nó hủy diệt và cho khẩu cối 82 đi cùng đại đội một bắn vào đồn để địch không dám mỏ ra, vì tôi hiện nay không nắm được cối 82. Đồng chí tiểu đoàn trưởng điện lại, anh cố gắng giữ vững trận địa, tiểu đoàn cũng đang gặp khó khăn. Bom pháo cả ngày, tôi đoán chắc là đại đội đã hy sinh rất nhiều. Tôi mong trời mưa hoặc mau tối, 5 giờ chiều, có một trận mưa đám mây. Tôi nhìn ra phía sau thấy đại đội trưởng xuyên chắp tay vái, làm hiệu cho tôi tôi giơ tay làm hiệu không ra được vì trời còn sáng. Mưa mỗi lúc một to, tôi tranh thủ há miệng để hứng những giọt mưa quý hiếm vì cả ngày nhìn khát lại bị thương, máu ra nhiều. Tôi giơ hai bàn tay, toàn đất và máu xoa xoa cho bớt đất rồi giơ ra hứng nước mưa để uống. Lợi dụng trời mưa, địch chui vào lô cốt, tôi và hai chiến sĩ thông tin bỏ ra, gặp được anh Xuyên hai anh em mừng lắm. Như vậy cả ngày anh Xuyên chỉ nằm cách tôi khoảng 20 mét ở cái bờ ruộng phía sau. Xuyên nói, tôi vẫn thấy anh, anh có can gì không? Tôi hỏi, tôi bị thương ở vai vì hầm cạn quá. Tôi suýt nữa bị quả đạn M79 rơi trúng lưng, đạn nổ sát mép hầm, tôi bị mảnh găm ở lưng không biết bao nhiêu mảnh. Trời mưa nhẹ và tối dần, tôi trao đổi với anh Xuyên, ta sẽ đi nắm lại tình hình đơn vị chứ cả ngày ta có nắm được ai đâu. Riêng trung đội chủ công đi chính diện anh em có lẽ bị hy sinh gần hết, có ba bốn đồng chí hy sinh nằm cả ngày cách tôi chỉ 6 mét trời tối hẳn các trung đội về báo cáo hai trung đội đánh hai bên sườn vì đi chậm nên khi nổ súng còn nằm ngoài hàng rào riêng trung đội anh dư thì vào được trong ấp lợi dụng công sự của dân trú ẩn nên an toàn trung đội anh tình đánh bên phải chi hy sinh một đồng chí và mấy đồng chí bị thương nhẹ trung đội anh ngọc đánh chính diện năm đồng chí hy sinh và mấy đồng chí bị thương nặng ngọc chui vào hố xí của địch để ẩn nấp cả ngày may mà chúng sợ không thằng nào dám đi ngoài Ngọc cho biết hố xí này nằm ngoài hàng rào, có cửa để hàng ngày đi ra đi vào. Ngọc nói tụi lính này hoang mang cực độ chỉ chui dưới hầm hào. Nếu có tên nào trèo lên tròi canh hoặc chỉ cần đứng trên lô cốt cao thì cả đại đội ta ngày hôm nay chẳng còn ai sống sót. Sau khi nắm lại tình hình đơn vị, tôi với anh Xuyên thống nhất kế hoạch như sau, đại đội có 6 đồng chí hy sinh nằm trong hàng rào thứ ba ta tổ chức vào đưa anh em ra rất khó khăn, địch sẽ bắn, ta lại thương vong tiếp. Do vậy, Ta báo về tiểu đoàn xin tổ chức tấn công ngay. Ta tập trung lực lượng tấn công hướng mà đồng chí Ngọc đã biết được cái cửa vào ra của chúng. Tôi nói cách đánh, dùng hỏa lực cối 82, cối 60 cấp tập bắn vào đồn. Đồng chí Ngọc biết đường đi, dẫn đầu đội hình. Đại đội tấn công vào, chiếm ngay cửa mở. Sau đó dùng lựu đạn thủ pháo đánh lô cốt, nhanh chóng làm chủ trận địa vì địch hiện nay vẫn rất chủ quan. Chúng cho rằng ta không tấn công mà chỉ vây ép, đánh kiểu này thì địch bị bất ngờ, chống cự không được, nhất định sẽ tháo chạy. Ta có giải phóng đồn thì mới đưa được anh em thương binh tử sĩ ra. Phương án tác chiến của ban chi huy đại đội được anh em đồng tình và quyết tâm thực hiện. Tôi nói càng nhanh càng tốt, càng bất ngờ. Anh thủ, chính trị viên phó đại đội trực tiếp chỉ huy khẩu cối 82. Tôi và anh Xuyên đi ở mũi chính diện, sau 20 phút nữa cho nổ súng. Gần 8 giờ tối, chúng tôi cho tổ chức tấn công sau khi pháo cối cấp tập bắn vào trận địa, chúng tôi cho bộ đội dịch lên bám sát cửa mở. Pháo vừa rứt, Ngọc đạp tung cửa nhảy vào chiếm ngay lô cốt đầu cầu. Anh em lần lượt bám theo nhanh chóng dùng lựu đạn thủ pháo đánh thẳng vào trung tâm. Địch bị đánh bất ngờ, mấy hầm hào lô cốt đầu cầu bị chúng tôi tiêu diệt, số còn lại hô nhau chạy ra cổng chính. Nhà cửa, đồ đoàn, bị đạn B40 bốc cháy sáng rực sáng cả một vùng. Anh em dùng hỏa lực bắn, đuổi theo và nhanh chóng tảo trừ những tên lính còn nằm lại dưới hầm, thu chiến lợi phẩm. Tôi hô bộ đội chỉ lấy sẻng Mỹ và đèn pin thôi, chú ý đề phòng địch cho bắn pháo vào hủy diệt. Tôi nói đồ đoàn, súng đạn đập gãy và đốt hết. Nhanh chóng tìm đòn để khiêng cán anh em tử sĩ, thương binh về. Tôi báo điện về tiểu đoàn. Tiểu đoàn vui mừng và lệnh cho anh em nhanh chóng đưa thương binh, tử sĩ về sở chỉ huy tiểu đoàn. Vị trí đó sẽ có một đơn vị bộ đội địa phương tiếp quản, bám trụ cả đại đội ai cùng vui mừng với chiến thắng vừa rồi và cũng lấy được nhiều chiến lợi phẩm. Tuy vậy, khi nhìn sáu anh em của mình bị hy sinh, ai cũng đau lòng. Các anh cả ngày phơi nắng, phơi mưa, nằm nhiều tư thế khác nhau, đen như cột nhà cháy, nhận không ra ai với ai nữa. Lực lượng quá ít, có mấy chục người, trong đó có nhiều người còn bị thương mà phải khiêng sáu đồng chí liệt sĩ, bốn đồng chí bị thương nặng. Tôi bị thương cả người nhưng vẫn nhận vác hai khẩu AK một khẩu trung liên vì thấy anh em khiêng vác nặng quá. Ra tới vị trí chỉ huy tiểu đoàn, chúng tôi được tiểu đoàn bộ giúp đỡ chôn cất tử sĩ chu đáo. Tiểu đoàn lệnh lui quân về ba vách, từ đây ra tới đó, đường đi an toàn nhưng cự ly quá xa. Đã 2 giờ rồi, nếu đi không kịp ra đó trước lúc trời sáng thì cực kỳ nguy hiểm vì đường bằng, chống chảy chỉ làm mồi cho trực thăng địch. Tôi động viên anh em cố gắng đi thật nhanh tạo điều kiện giúp đỡ nhau, nhất là việc khiêng cáng bốn đồng chí thương binh phải tuyệt đối an toàn tất cả cứ thẳng hướng Tây mà đi cố gắng bám kịp đội hình để còn hỗ trợ nhau. Tôi nói, anh Xuyên cùng với số anh em bị thương nhẹ cố gắng bám đội hình tiểu đoàn đi trước. Tôi và anh Thụ đi sau, cùng với số anh em khiêng bốn đồng chí bị thương, cố gắng vét hết đội hình trước lúc trời sáng. Bộ đội quá mệt vì cả ngày nhịn đói, chịu bao bom pháo nay lại khiêng cáng anh em thương binh, mang vác nặng. May mà có mấy quả dưa hấu của dân trồng dọc đường không thì có lẽ không thể đi nổi. Đồng chí Thụ, chính trị viên phó cột chặt bốn khẩu AK vác trên vai như vác củi. Tôi đùa, thổ ơi, gặp địch bắn làm sao được, tôi bắn cả bốn khẩu một lúc, có khi địch nó lại tưởng Việt Cộng có súng bốn nòng. Tôi vác hai khẩu AK và một khẩu trung liên, mình có vác khẩu trung liên mới biết thương chiến sĩ xả thủ trung liên. Súng vừa dài vừa nặng, toàn là sắt chạm đâu cũng đau. Chúng tôi cắm cùi đi không dám nghỉ, chi sợ trời sáng. Trời vừa hừng đông, chúng tôi đã nhìn thấy những cây bạch đàn cao ngút trời ở phía tây tôi hô anh em cố lên sắp tới rồi đã nhìn thấy cây thốt nốt rồi thấy đó rồi chi hơn một nghìn mét thôi mà cứ đi mãi chẳng tới anh em chúng tôi lê từng bước có anh gục xuống rồi lại gượng dậy đi tiếp hai chân tôi như đeo đá hai vai tê không có cảm giác nữa vì bị hai cái quai súng ak chéo qua rồi lại bị khẩu trung liên đè lên chân bước không qua ngọn cỏ khi bước qua cái bờ ruộng cao không quá 20 phân mà lê cái chân không nổi, phải khiêu xuống lấy sức mới vượt qua được. Tôi mừng khi cậu liên lạc đi trước với anh xuyên quay lại đón. Đồng chí vác giúp tôi mấy khẩu súng. Tôi hỏi, có xa nữa không, còn khoảng 400 mét nữa, thủ trường ạ. À, lúc này một mét cũng cảm thấy như cả cây số. Ra tới đây anh em đã có tư tưởng chủ quan có anh vì kiệt sức bị ngã rồi nằm lăn ra ngủ thiếp đi mà không biết. Tôi nhìn thấy lấy chân thúc mạnh mấy cái vào chân mới tỉnh nếu không ai thúc nằm ngủ quên sẽ chẳng ai biết vì cỏ rất tốt tôi động viên cố gắng lên chỉ còn vài ba trăm mét nữa thôi tôi đi sau cùng để nhắc nhở và vét hết đội hình đại đội trước lúc trời sáng ra tới ba vách tôi rất mừng vì thấy các trung đội báo cáo anh em đã về đầy đủ tôi nói với liên lạc cho mời ban chỉ huy và các trung đội về hội ý khi các thành phần triệu tập đã đủ tôi nói các đơn vị kiểm tra quân số thật chắc nếu thiếu ai phải tìm về ngay." Đồng chí đại đội trưởng nói, "Các đơn vị cho bộ đội lợi dụng công sự của địch để trú ẩn và nghỉ ngơi, vì đây là vùng mới được tiểu đoàn 7 giải phóng cách đây mấy ngày, dân đi sơ tán vẫn chưa về hết." Các trung đội trưởng sau khi hội ý xong sẽ cùng với đại đội đi kiểm tra địa hình thống nhất phương án tác chiến tại chỗ đề phòng địch tập kích. Tôi nói tiếp, "Các đồng chí về tắm rửa, băng bó lại cho anh em thương binh." nhất là số anh em bị thương nặng, nấu cơm cháo cho anh em ăn. Cơm nước xong, tôi sẽ báo với tiểu. Đoàn chuyển số anh em bị thương nặng ra tuyến sau. Ai bị thương nhẹ thì động viên ở lại chiến đấu, vì quân số chẳng còn được mấy nữa. Anh Xuyên bị thương, hãy đi viện điều trị. Đại đội phó thập sẽ thay vị trí anh Xuyên duy trì đơn vị. Vừa triển khai xong công việc của đại đội, thì tôi được liên lạc tiểu đoàn gọi lên báo cáo tình hình. Người tôi còn dính bê bết đất, bùn và máu tôi chưa kịp rửa nhưng đồng chí liên lạc nói, thủ trưởng lên ngay, tiểu đoàn mong lắm, về tắm sau cũng được. Tôi biết từ ngày qua đến giờ tiểu đoàn lo lắng, cả ngày qua tôi nằm trong hàng rào thứ hai. Thấy tôi, chính trị viên 10 và tiểu đoàn trường hưu mừng lắm. Ông mười nói, ngày qua bọn mình cứ nghĩ đại đội một bị xóa sổ. Biết mà không cứu được vì tiểu đoàn cũng bị địch tấn công. Tuy bị thương vong một số nhưng ta đã giải phóng được đồn gò dầu và làm tốt chính sách thương binh, tử sĩ các đồng chí đã chủ động xử lý rất tốt khi có thời cơ tổ chức đánh vào đồn giải phóng làm chủ trận địa tạo điều kiện làm tốt công tác chính sách đưa bộ đội ra tới đây an toàn tiểu đoàn trường hưu nhắc lại số anh em bị thương nặng tiểu đoàn sẽ cho vận tải khiêng về trạm phẫu trung đoàn số nhẹ thì tự đi anh về củng cố đơn vị để chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới tôi về đơn vị thay quần áo tắm rửa mới biết trên lưng có tới bốn mảnh đạn có một vết thương ở hông to bằng đồng xu và hơi sâu tất cả các vết thương miệng đã khô và đóng vẩy anh phán y tá kiểm tra băng bó lại các vết thương cho tôi và nói thủ trưởng nên đi viện vì vết thương to và sâu một tí nữa là thấu bụng may mà nằm sát đất nên mảnh đạn chỉ xẹt qua tôi bảo phán xin thuốc tiêm cho tôi chứ làm sao đi viện được đại đội trưởng bị thương đi rồi nếu tôi đi lúc này thì đơn vị sẽ gặp khó khăn tôi quyết định ở lại với anh em về đức hòa long an ngày 2 tháng 5 năm 1972, đơn vị được lệnh hành quân về chi khu Thóc Nóc, thuộc tỉnh Xoài Riêng, tiếp giáp với huyện Gò Dầu Tây Ninh, huyện Đức Huệ, huyện Đức Hòa, Long An. Trung đoàn 271 được giao nhiệm vụ tấn công giải phóng, mở vùng, mở mảng một số xã thuộc huyện Đức Hòa. Từ Thóc Nóc đi Đức Hòa phải đi qua ấp Tà Nôi, ấp Tà Cao huyện Gò Dầu, Tây Ninh. Phía bên phải đường là chi khu Đức Huệ thuộc huyện Đức Huệ các mục tiêu nhiệm vụ trên dao đều nằm bên kia vàm cỏ đông. Địa hình từ thóc nóc xuống nước hòa rất trống trải, gần bờ sông vàm cỏ là canh rạch, bưng biển lau lách, cây sú, cây tràm mọc lưa thưa. Sông vàm cỏ rộng đến 500 mét, nước sâu đến 4, 5 mét. Mùa mưa, vùng này nước ngập sâu đến thắt lưng, bộ đội hành quân phải ngâm mình dưới nước 6, 7 tiếng đồng hồ. Trong quá trình hành quân chi cần một sơ suất nhỏ làm lộ bí mật là ngay lập tức ba trận địa pháo của địch có thể bắn hủy diệt tiểu đoàn 8 được giao nhiệm vụ cùng với đại đội đặc công và một số đơn vị hỏa lực phổi thuộc đánh chiếm và giải phóng ngã Ba Lộc Giang. Ngày 5 tháng 5 năm 1972, tất các đơn vị phối thuộc đã có mặt tại tiểu đoàn để họp quân chính nghe phổ biến nhiệm vụ và bàn luận quyết tâm chiến đấu. Trong hội nghị anh em cán bộ tranh luận nhiều nhất là tổ chức hành quân. Đường chưa biết, lại đi qua nhiều khu vực địch còn đang chốt giữ. Quân số quá đông đến gần 500 người tổ chức vượt sông vàm cỏ đông thuyền bè ra sao, chưa ai biết. Bộ đội qua sông là tổ chức đi ngay vì cả trung đoàn đều tập kết ở bờ sông rất đông, không có chỗ để mà dừng lại. Chiến đấu theo thời cơ chiến dịch, đơn vị nhận nhiệm vụ trên bản đồ và thông tin do cán bộ địa phương cung cấp. 5 giờ chiều ngày 7 tháng 5, các đơn vị của tiểu đoàn 8 hành quân ra tới bìa rừng, chờ trời tối mới đi ấp tà nôi. Anh em trinh sát vừa bám địch vừa đi. Trên, đoạn đường này địch từ ấp tà cao và ở chi khu Đức Huệ, thường thay nhau ra đây phục kích. Vừa sợ địch phục kích lại vừa sợ bị lạc vì chỉ cần đi chạch một chút là sẽ đi vào đồn địch. Khi đi đến gần ấp tà cao anh em trinh sát phát hiện địch phục kích, phải tìm đường tránh về bên phải. Trời tối như mực, bộ đội đông, mang vác nặng cứ bám theo nhau nhích từng bước. Đội hình loàng hoàng mãi tới 3 giờ sáng vẫn chưa tới được sông Vàm Cỏ. Bộ đội đứng giữa cánh đồng trống, phía trước chưa biết mà quay lại thì không kịp vì trời sắp sáng rồi trước tình hình đó tiểu đoàn cho bộ đội giạt về bên phải có một ấp cũ địch đá dồn dân về ấp tà cao rừng chân ấp cũ này tuy dân không được ở nhưng có nhiều cây trái như xoài mít nhán mãng cầu và còn bao nhiêu loại cây hoang dã như cây me cây giới cây tre cây hóp một số dân hàng ngày vẫn ra đây canh tác và thu hoạch cây trái chặt cây đốn củi ấp nằm trên một gò đất cao tiểu đoàn bố trí các đại đội bộ binh đào hầm nằm ở rìa ấp đại đội tôi được bố trí phía ngoài tiếp giáp với nghĩa địa, phía trung tâm cây cối kín đáo ưu tiên tiểu đoàn bộ, đại đội đặc công, khẩu đội 12 ly 7 và khẩu DKZ 75. Bộ đội đào công sự xong, tôi và cán bộ trung đội trường đi kiểm tra, thông qua phương án tác chiến thì trời vừa sáng. Tôi và thụ tìm được rãnh nước sát bụi tre, sâu khoảng 40 phân, rộng khoảng 50 phân. Chúng tôi đào sâu thêm được mấy lớp sẻng, chẳng có cái gì làm nấp, đào mấy lớp cỏ ngụy trang kín đáo, sát cạnh tôi là đại đội đặc công, khẩu 12 ly 7 tăng cường cùng đại đội tôi đánh vào ngã ba Lộc Giang. Khoảng hơn 7 giờ sáng, có ba người dân đánh một chiếc xe bò đi từ ấp tà cao vào ngay chính diện với đại đội 3. Tiểu đoàn cho bắt giữ và hỏi thì họ nói họ đi lấy cây trái trong ấp cũ. Đồng chí dư, trợ lý tham mưu tiểu đoàn giải thích rồi cho họ quay về tà cao. Mọi chuyện tưởng bình yên, ngờ đâu, vài giờ sau, một đại đội địch lần theo đường xe bò, bí mật đột nhập nơi trú quân của ta. Chúng đụng đại đội 2, bộ đội đồng loạt nổ súng tiêu diệt được một số tên. Địch giạt sang bên phải đụng đại đội tôi, anh em nổ súng, buộc địch giạt ra trước nghĩa địa, co cùng lại gọi pháo bắn. Cả ba trận địa pháo của địch ở Gò Dầu, Đức Huệ, Lộc Giang đều dồn dập ná pháo vào đội hình tiểu đoàn. Địch bắn hàng trăm quả pháo, L-19 quần lượn bắn pháo khói để phản lực đến thay nhau thả bom. Hết bom lại pháo bắn phá hàng tiếng đồng hồ một cái ấp cũ cây cối tương đối kín đáo có nhiều cây to như xoài, me, bụi che thế mà nay bị bom pháo phạt sạch trơn. Khoảng 2 giờ chiều, một quả bom trúng hầm chỉ huy của đại đội đặc công. Chính trị viên đại đội hy sinh tại chỗ, đại đội trưởng bị thương nặng. Anh em đặc công hoảng hốt nhào sang hầm tôi. Họ đè lên người tôi muốn chết. Tôi hô thế nào họ cũng không chịu về hầm mà cứ ở lì hầm tôi. Vì địa hình bằng phẳng, trống trải, nhìn ra phía nghĩa địa thấy địch từng tốt đi đi lại lại anh em nói, thủ trưởng ơi, địch vào bắt sống tụi em mất, tôi bảo, phía trước các đồng chí anh em đại đội tôi còn đó địch làm sao vào được đây, các đồng chí về hầm đi. Thấy anh em chạy nhốn nháo địch gọi pháo bắn tiếp, bụi tre cạnh tôi là mục tiêu cho địch cắt bom, bắn pháo. Tuy đã có nhiều quả bom và pháo nổ gần nhưng cắt chưa hết, nên cứ mỗi khi L-19 vòng lượn là nó bắn hỏa mù vào bụi tre. Tôi bàn với thụ lấy quả bộc phá xào đánh tan bụi tre đi. Thụ nhất trí ngay lợi dụng pháo địch đang bắn, thụ giật nụ xòe tung quả bộc phá vào bụi tre. Tiếng nổ to như quả bom làm đất đá, cành tre, thân tre bị xé tung bay tả tơi. Anh em tưởng bom nổ chúng hầm tôi nên một số bò lại hỏi anh có can gì không. Tôi bảo họ cứ về vị trí chiến đấu. Gần 4 giờ chiều, địch tưởng bom pháo cả ngày, đơn vị tôi đã bị tiêu diệt, nên chúng cho một. Đại đội lần theo nghĩa địa bò vào. Chúng không ngờ anh em đại đội tôi đã chờ sẵn để nện cho chúng một trận. Trời sắp tối, tôi nói với thủ, ta nện cho nó mấy quả đạn cối 60 để cho nó cút đi. Tôi cho bắn cấp tập 20 quả đạn cối 60 vào đội hình địch. Địch chạy nháo nhào lợi dụng lăng mộ để tránh đạn không thì chết hết và chúng nó chạy về tà cao luôn. Lợi dụng địch chưa gọi pháo tôi bàn với thủ, bây giờ anh em ta, mỗi người xuống một trung đội vừa để chi huy vừa để tránh bom pháo vì ở phía trước từ sáng đến giờ có bị quả bom nào đâu. Ở đây ta ưu tiên anh em đặc công ngồi đội bom pháo. Vừa rồi ta chọc tức nó chắc nó sẽ hủy diệt chỗ này. Thống nhất xong tôi và cậu liên lạc nhanh chóng chạy xuống trung đội ba ngay sát nghĩa địa ngồi trung hầm với anh em, và cũng từ đó cho tới tối địch chi cho pháo bắn mấy chục quả rồi im luôn. Tôi đến tiểu đoàn nhanh chóng cho thông tin giải dây xuống ban chi huy các đại đội. Từ khoảng 10 giờ sáng đến tối tiểu đoàn không nắm được các đại đội. Tôi cả ngày cũng không báo cáo được với tiểu đoàn vì máy hai oát bị pháo bắn đứt dây anten. Tôi báo cáo tình hình đơn vị tôi và hai đơn vị phối thuộc là đại đội đặc công và khẩu 12 ly 7. Đại đội tôi không ai hy sinh, chỉ bị sức ép mấy đồng chí. Đại đội đặc công thì thương vong lớn, có 8 đồng chí hy sinh và hơn chục đồng chí bị thương. Trong đó có đồng chí bay, chính trị viên, vũ khí, thuốc nổ bị phá hủy gần hết, khẩu đội 12 ly 7 cũng tổn thất quá nặng, có hai đồng chí hy sinh. Trong đó có đồng chí anh, trung đội trưởng và 6 đồng chí bị thương, súng bị hư hỏng nặng đại đội đặc công và khẩu 12 ly 7 mất sức chiến đấu, không còn người để khắc phục hậu quả và làm công tác chính sách. Tiểu đoàn lệnh cho đại đội tôi và đại đội 3 trực tiếp giúp đại đội đặc công và trung đội 12 ly 7 khắc phục hậu quả chôn cất tử sĩ và khiêng cán anh em thương binh về tuyến sau. Đêm đó, mãi tới gần 2 giờ sáng trung đoàn mới cho lui quân về thóc nóc để củng cố lực lượng và sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Qua một ngày chịu đựng bom pháo như vậy, nhưng tiểu đoàn 8 chỉ có 3 đồng chí của đại đội 2 hy sinh vì bị hai quả pháo bắn trúng hầm, và hơn chục đồng chí bị thương. Trong khi đó các đại đội đi phối thuộc lại tổn thất lớn. Chiến sĩ bộ binh khi máy bay và pháo đánh vào đội hình là nhanh chóng nằm sát dưới hầm. Ngớt pháo bom là ngóc dậy đánh bộ binh phản kích. Bộ đội binh chủng phối thuộc thì bom pháo nổ họ vẫn chạy đi, chạy lại. Họ sợ bộ binh địch tấn công vào, vì lúc đó có một đại đội địch đứng ngoài nghĩa địa chỉ điểm cho pháo bắn bộ đội đặc công chuyên đánh đêm, nay thấy địch ban ngày họ cũng chưa có kinh nghiệm. Một ngày chịu đựng bom pháo, hai đêm thức trắng, bộ đội hốc hác, người gầy sọp đi, anh nào mắt cũng trắng giá. Từ đầu tháng tư đến nay, bộ đội liên tục hành quân chiến đấu, ăn uống, ngủ nghỉ thất thường, chủ yếu là cơm nắm, gạo rang, uống nước lá. Nhiệm vụ của Trung đoàn giao không thay đổi nhưng lực lượng và phương thức tác chiến thay đổi, vì đại đội đặc công đã mất sức chiến đấu. Đến ngày 10 tháng 5, tiểu đoàn 8 tiếp tục hành quân, vẫn phải đi theo đường cũ nhưng nay đã có một đơn vị của trung đoàn 14 chốt chặn gần ấp tà cao, nên đường hành quân thuận lợi hơn. Khoảng 12 giờ đêm, cả đơn vị đã tới được bờ sông Vàm Cỏ Đông. Hai bên bờ sông, cây tràm, cây mua mọc khá dày và có nhiều kênh rạch chảy ra sông, địa hình chú quân kín đáo. Đến đây chúng tôi được bộ đội địa phương, cán bộ và anh em du kích huyện Đức Hòa đón tiếp, hướng dẫn đường đi, lối lại và lần lượt tổ chức cho bộ đội vượt sông. Sông sâu, rộng hơn 300 mét, nước trong xanh, chảy lờ đờ. Chúng tôi được thông báo du kích xã An Ninh đã chuẩn bị sẵn 10 chiếc thuyền sẽ đưa tiểu đoàn qua sông. Yêu cầu bộ đội phải tuyệt đối giữ bí mật và tuân theo hướng dẫn của anh em địa phương. Đoàn sông này địch thường hay cho bo bo đi tuần tiễu và bắn pháo sáng. Khoảng 3 giờ sáng, tiểu đoàn 8 đã vượt hết qua sông sang tới gò nổi xã An Ninh, huyện Đức Hòa. Tất cả các đơn vị của trung đoàn đều tập kết ở đây rồi mới tỏa ra đi các điểm đã phân công nên quân sổ dồn về đây quá đông. Tiểu đoàn 8 chỉ tạm dừng để thu quân sang hết sông, là tổ chức hành quân đi chiếm lĩnh trận địa theo mệnh lệnh chiến đấu của trung đoàn. Tiểu đoàn 8 được giao nhiệm vụ đánh chiếm ngã ba Lộc Giang. Đại đội tôi được tăng cường một khẩu DKZ-75, tấn công trên hướng chủ yếu vào ngã ba Lộc Giang. Đại đội 2 và đại đội 3 thì tấn công hai bên sườn của đại đội tôi. Ngã ba Lộc Giang, tôi cũng chi biết trên bản đồ thực tế đồn bút của địch đứng chân ở chỗ nào lực lượng binh khí kỹ thuật cấu trúc ra sao thì chưa ai biết đơn vị tôi được một du kích dẫn đường cách ngã ba lộc giang khoảng gần một km người du kích nói ngã ba lộc giang trước mắt các anh cứ đánh mà vào tôi cho bộ đội đào hầm cán bộ thì tranh thủ đi lên phía trước xem xét địa hình để nắm địch và giao nhiệm vụ cụ thể cho các trung đội sẵn sàng tấn công khi có lệnh của tiểu đoàn gần sáng bộ đội dịch lên cách ngã ba khoảng 100 mét. Khi vào ấp chiến lược thì dân đã đi sơ tán hết, chỉ còn lại vườn không, nhà trống. Tôi báo về tiểu đoàn chẳng thấy địch đâu cả. Tiểu đoàn lệnh, đến giờ g, nổ súng tấn công, đánh chiếm ngã ba Lộc Giang. Phối hợp với tiểu đoàn 9, giải phóng chi khu Lộc Giang. Khoảng hơn 5 giờ sáng, lệnh của tiểu đoàn cho nổ súng, tấn công. Tôi cho bắn 3 quả đạn DKZ-75 bộ đội vận động qua ấp chiến lược thì gặp một cánh đồng trống tiếp đến mới nhìn thấy con đường lớn chạy từ đức hòa đi lộc giang tôi đã nhìn rõ tháp canh của địch tôi lệnh cho dkz bắn ngay vào mục tiêu đạn vừa nổ khói đen xả ra cả một vùng tôi hô xung phong cả đại đội vận động ra giữa bãi trống thì địch phản kích như vậy địch sợ không ở trong đồn mà ra đào hầm nằm ngoài hàng rào bị đánh bất ngờ lại ngay giữa bãi trống nên một số anh em bị thương vong Tôi cho bộ đội chạy quay lại ấp chiến lược, lợi dụng hầm hào của dân trụ lại. Địch không dám tấn công mà gọi pháo bắn vào đội hình đại đội tôi. Sau đó chúng cho mấy chiếc AD-6 lên đánh bom. Ban chi huy đại đội ở trong một căn nhà dân, có một cái hầm sâu khoảng 50 phân, không có nắp. Xung quanh nhà chát bằng phên đất, ở giữa có một bước ngăn cũng bằng phên đất. Một quả bom rơi đúng một đầu nhà cắt đứt ngôi nhà, gian tôi nằm thì vẫn còn nguyên cả ban chi huy đại đội và hai chiến sĩ thông tin ở trong hầm. Tôi và Thập, quyền đại đội trưởng bị thương nhiều mảnh vào lưng. Các đợt bom pháo đánh tan nát cái ấp chiến lược có nhiều nhà dân. Địch tưởng chúng tôi hy sinh hết nên cho bộ binh sông lên, liền bị chúng tôi đánh bật lại. 11 giờ trưa, một quả cối 81 nổ sát cạnh làm tôi và Thập tiếp tục bị nhiều mảnh vào người. Thập bị nặng hơn, một mảnh khá to găm vào mông. Trước tình thế đó, tôi điện về tiểu đoàn xin lui quân về tuyến 2, ở đó có hầm hào chứ ở đây chống trải quá. Việc lợi dụng hầm trong nhà dân, địch đã biết nên chúng cho máy bay và pháo đặc biệt là cối 81 bắn phá dữ dội. Chúng đã đánh sập từng căn nhà làm cho bộ đội thương vong nhiều. Được sự nhất trí của tiểu đoàn, tôi bàn trong ban chi huy, anh thập chỉ huy mấy đồng chí bị thương, lợi dụng địa hình, địa vật lui quân trước. Đồng chí thụ xuống trực tiếp chỉ huy trung đội 3, cảnh giới rút sau cùng đề phòng địch đánh phản kích phía sau. Quá trình lui quân, khó nhất là mấy thương binh nặng và khẩu đội súng DKZ. Phía sau là những chảng lớn, địa hình chống trải, không thể khiêng cáng thương binh nặng ra tuyến sau được. Đồng chí Yên Quê, ở Đức Thọ, Hà Tĩnh bị một viên đạn AR-15 bắn xuyên bụng, đau vật vã ngay trong hầm tôi. Mặc nguy hiểm, tôi cho hai người thay nhau cõng Yên ra phía sau, để vận tải tiểu đoàn đưa về trạm phẫu thuật. Do vết thương quá nặng, lại để lâu nên Yên đã hy sinh khi đang phẫu thuật. Chúng tôi rút ra được mấy tiếng đồng hồ mà địch không hề biết. Chúng tưởng chúng tôi đã rút ra sông vàm cỏ đông nên mãi tới 3 giờ chiều mới cho lính đi lùng sục. Địch rất chủ quan, không ngờ vấp ngay vào trận địa của chúng tôi. Sau khi nghe anh em báo về, địch đi đúng vào đội hình, tôi vội trao đổi với các anh trong ban chi huy và cả cậu liên lạc nhanh chóng bỏ xuống các hầm nhắc bộ đội để địch vào thật gần mới nổ súng. Tôi đi đến từng hầm để phòng bộ đội mệt quá ngủ quên. Đúng vậy tôi bò ra những hầm tiền tiêu phía trước chứng kiến anh em đã ngủ quên tôi gọi mãi mới thưa tôi nói địch vào rồi phải chờ nó vào thật gần mới nổ súng nhé theo kinh nghiệm chờ địch vào gần mới nổ súng xác địch nằm gần trận địa ta lượng bom pháo của địch sẽ ít hơn còn nó phản kích bằng bộ binh thì ta không sợ hầm hào bộ đội được ngụy trang rất cẩn thận tôi đi ở phía sau trận địa mà vẫn khó phát hiện ra hầm tôi ghé mắt qua miệng hầm để quan sát theo dõi địch có khoảng một đại đội Chúng đi nghênh ngang, chủ quan, xem thường đối phương. Có thằng còn dương súng lên ngắm những con chim cu đậu trên những ngọn hóp. Khi bọn địch vào cách chúng tôi gần 100 mét, khoảng 20 tên ngồi lại ngay trên vực mương của dân chống súng vào vai chơi đùa. Lực lượng còn lại chia làm hai mũi đi thẳng vào trận địa chúng tôi. Chúng đi ngay vào hầm chỉ huy, trước tôi chỉ có hai hầm bộ binh. Tôi lệnh anh em liên lạc, y tá, thông tin sẵn sàng nổ súng. Anh thụ nhanh chóng xuống trung đội 3, khi nào chúng tôi nổ súng thì cho trung đội 3 đánh tạt sang bên sườn địch, đồng thời cho cối 60 bắn trực tiếp vào tụi lính đang ngồi trước trận địa để khóa chặt đuôi nó lại. Tụi lính đến gần, chi cách hầm của lộc khoảng 15 mét vẫn không thấy anh em nổ súng. Tôi lo anh em ngủ quên thì nó sẽ xông thẳng vào hầm chỉ huy. Đột nhiên, từ hầm lộc một loạt AK kéo dài, tên lính đi đầu ngã lăn tại chỗ. Liên tiếp tiếng lựu đạn, thủ pháo và các loại hỏa lực của ta bắn ra như vãi đạn vào đội hình địch. Địch bị đánh bất ngờ nên chi biết tháo chạy, có 8 tên chết ngay trước trận địa của chúng tôi khoảng 15 mét. Anh em ta bò ra thu súng, lựu đạn và các loại tư trang như thắt lưng, túi mìn. Tôi đoán sau trận này địch sẽ tập trung phi pháo đánh vào trận địa. Ban chỉ huy đại đội chỉ còn hai người là tôi và thụ, chính trị viên phó. Thập, đại đội trưởng bị thương đã ra tuyến sau. Tôi nói, anh thụ này, bây giờ ban chi huy chỉ còn tôi và anh, ta phân tán ra không nên ngồi một chỗ, nếu thương vong người này còn có người khác chỉ huy đơn vị. Kinh nghiệm như đại đội đặc công, ban chỉ huy bị trúng bom, anh em chẳng khác nào gà con mất mẹ. Thụ nhất trí sang hầm đồng chí định liên lạc, tôi thì ở lại với hai chiến sĩ thông tin hai watt. Địch lui ra mấy trăm mét rồi trụ lại gọi pháo bắn vào trận địa hàng trăm quả, và nhiều tốp máy bay đánh bom nhằm hủy diệt trận địa chúng tôi. Gần tối, địch tổ chức một đợt tấn công hết sức quyết liệt. Trùng dùng cuối 81, Cối 61, DKZ và Đại Liên đứng ngay trước trận địa cách khoảng 300 mét bắn như vãi đạn vào trận địa rồi cho bộ binh sông lên, nhằm để lấy xác đồng bọn. Chúng đã bị chúng tôi đánh bật ra, vào lấy xác không được, nên bọn địch đã thay đổi bằng một thủ đoạn hết sức khôn ngoan. Tụi lính nằm cách trận địa chúng tôi khoảng 300 mét rồi bắt dân cứ hai người một cái cán, tay cầm một miếng vải trắng đi thẳng vào trận địa chúng tôi. Dân vừa đi vừa hô to, các em ơi đừng có bắn, tụi tôi bị nó ép vào lấy xác tôi trao đổi với thủ để cho dân họ vào lấy xác trời cũng sắp tối rồi để mấy cái xác ở đây nếu ngày mai ta vẫn tiếp tục chốt thì làm sao chịu được tôi cho liên lạc bỏ đi các hầm truyền lệnh không được bắn dân để cho họ lấy xác dân chúng họ sợ quá vừa đi vừa giơ cái cáng lên trời miệng hô đừng bắn các em ơi họ đi thẳng chẳng dám nhìn ngang nhìn ngừa khi vào thấy xác là họ vội lăn lên cáng và khiêng chạy về phía sau trong lúc bom đạn như vậy mà thủ và định liên lạc đã làm một việc thật không ai tưởng tượng được giống như chuyện cổ tích. Tối đến, tôi thấy định liên lạc đưa cho tôi một đùm thịt còn nóng hổi. Định nói, thủ trưởng ăn đi, thịt heo đấy. Tôi hỏi làm sao có thịt heo, thế là định kể lại, lúc chiều, khi thủ trưởng bảo anh thủ sang hầm em, thấy một con heo của dân khoảng 20kg bị pháo bắn chết. Anh thủ bảo em ra kéo vào hầm làm thịt, hai anh em cứ để nguyên con heo vậy, lột ra đến đâu thì cắt xẻo thịt đến đấy bỏ vào ca ni nốc, anh thủ cho phá luôn quả mìn lấy thuốc TNT để nấu. Nấu được ca nào xé ni lông đùm lại, sợ đất cắt té vào, cứ thế hai anh em đã nấu được 8 ca thịt. Bây giờ em đi chia cho các hầm, mỗi hầm một ca, để người nào cũng được ăn. Chỉ với một con dao găm, một cái ca, thụ, định đã làm và nấu hết con heo khoảng 20kg. Con heo chi còn lại cái đầu, da, xương, bộ lòng khi nói ra ai cũng tưởng chuyện bịa nhưng là có thật. Thụ là con người gan dạ, dũng cảm, năng động, rất hợp và tôn trọng tôi. Vì thụ ít hơn tôi 3 tuổi và nhập ngũ cũng sau tôi 3 năm. Sau này, thụ chuyển sang làm đại đội trường đại đội 2, tiểu đoàn 9 và đã hy sinh trong trận đánh ngày 1 tháng 10 năm 1972, tại Sa Thìa Campuchia. Ngày 11 tháng 5 năm 1972, là một ngày đáng ghi nhớ của Trung đoàn 271 cả ba tiểu đoàn bộ binh đều bị thương vong lớn, tiểu đoàn 7 bị thiệt hại lớn nhất, cả tiểu đoàn hy sinh 85 đồng chí. Đại đội 1 đánh vào ngã ba an định không dứt điểm, 62 đồng chí hy sinh, cả đại đội chi còn lại mấy người sống sót bỏ ra được. Trong số hy sinh có tiểu đoàn phó phạm và chính trị viên đại đội dung. Tối 11 tháng 5, tôi được tiểu đoàn cho ra trạm phẫu của trung đoàn để xử lý các vết thương. Anh em yêu cầu tôi lui về tuyến sau để điều trị nhưng tôi thấy các vết thương đều phần mềm nên xin quay về đơn vị. Vì nếu tôi đi thì cán bộ đại đội chi còn một mình chính trị viên phó thủ. Đơn vị tôi được lệnh hành quân về xã Hiệp Hòa tiếp tục chiến đấu. Từ đầu tháng 5 đến ngày 5 tháng 6, cả trung đoàn tham gia chiến đấu, mở vùng, tập kích, phục kích, chống cản trên 4 xã thuộc huyện Đức Hòa, Long An. Đó là các xã An Ninh, Lộc Giang, Tân Phú, Hiệp Hòa. Bộ đội đi tới đâu là dân đi sơ tán hết, cứ chiều tối im tiếng súng là dân quay về. Toàn bộ nhà cửa, cây cối, vườn tược, gia súc, gia cầm đã bị thiêu trụi. Những ngày chiến đấu ở đây mới thấy hết tấm lòng và sự hy sinh to lớn của nhân dân Đức Hòa. Dân quay về nhà mặc dù tài sản bị mất mát như vậy nhưng họ không hề nao núng mà bắt tay vào giúp bộ đội, chôn cất tử sĩ, khiêng cáng thương binh, mua gạo, mua thuốc, mua thực phẩm cho bộ đội. Đức Hòa là địa bàn chiến lược cực kỳ quan trọng, là cửa ngõ vào Sài Gòn. Cách Sài Gòn hơn 50 km nên địch cố thủ với lực lượng mạnh. Chúng có hàng chục tiểu đoàn bảo an và sư đoàn bộ binh 25. Lực lượng của ta chỉ có một trung đoàn, lại căng kéo ra trên một diện rộng, vận chuyển tiếp tế đạn dược gặp nhiều khó khăn. Các trận đánh ở đây thường diễn ra vào buổi sáng, khi địch bất ngờ đi vào trận địa ta. Chúng chỉ bị diện mấy tên đi đầu, sau đó lùi ra gọi phi pháo bắn cả ngày. Địa hình đồng bằng chống trải bộ đội ta không cơ động được địch lợi dụng các gò đất cao, dùng súng DKZ-75, 57 gắn trên xe tăng bắn găm vào hầm của anh em mình, gây cho ta tổn thất khá lớn. Đợt một mới chỉ, hơn một tháng, trung đoàn đã có mấy trăm đồng chí hy sinh. Trung đoàn đã được bổ sung mấy đợt tân binh, đại đội tôi cũng được bổ sung hai lần, mỗi lần 5 đến 7 đồng chí. Thường anh em được bổ sung về đơn vị vào khoảng 2 đến 3 giờ sáng. Tôi chỉ vội đưa anh em xuống trung đội đào hầm ngay để tiếp tục chiến đấu. Vì vậy có một số đồng chí hy sinh tôi chỉ mới biết tên, mặt mũi ra sao nhìn cũng chưa rõ vì ban đêm, trời tối. Tôi cũng chưa kịp ghi tên vào sổ. May mà trước lúc bổ sung về đơn vị, tiểu đoàn đã ghi đầy đủ hồ sơ trích ngang. Căn cứ vào đó để tiểu đoàn làm công tác chính sách. Những ngày chiến đấu ở đây, tôi nhớ nhất là trận đánh ngày 4 tháng 6, tại ấp bầu trại xã Tân Phú. Trận địa mai phục nằm ngoài rìa ấp cách ấp khoảng 50 mét. Bộ đội lợi dụng bờ vùng, nương dưa của dân để đào hầm. Nóc hầm chi cao bằng bờ ruộng được ngụy trang kỹ. Trước đó các trận đánh ta thường đào hầm sát làng, lại đắp hầm lên cao, nên đều bị súng DK của địch bắn tung hết, bộ đội thương vong nhiều. Lần này chúng tôi đào hầm cách làng, lại làm nắp hầm thấp nên địch rất khó phát hiện. Ban chi huy đại đội đào hầm ngay dưới bụi dưa độc lập cũng cạnh dìa làng. Trung đội đồng chí lộc bố trí trong một nương dưa của dân nhân dân nhất trí cho chúng tôi vào nhà lấy được cái gì ra làm hầm thì cứ lấy. Hầm ban chỉ huy được đẩy bằng một tấm phản gỗ của dân rộng khoảng 1 mét, dày hơn 10 phân. Tôi bảo tấm phản quý thế này sao lại lấy ra đây làm hầm. Đồng chí định liên lạc nói bác chủ nhà bảo cứ lấy mà làm, phản nằm dưới đất an toàn hơn, để trong nhà bom đánh sẽ bị cháy. Khoảng 9 giờ sáng, địch lợi dụng mấy ngương dưa, kín đáo triển khai lực lượng tấn công vào làng, không ngờ vấp phải chúng tôi đã phục sẵn có tên đã vào cách hầm của ta chỉ khoảng 15 mét. Đại đội tôi nổ súng diệt bảy tên tại chỗ, bị đánh bất ngờ và gần quá, địch trở tay không kịp, đành tháo chạy tạt sang một gò đất cao trước mặt chúng tôi khoảng 300 mét, gọi pháo, máy bay đến đánh phá. Chúng bắn hàng trăm quả đạn pháo cối vào trận địa chúng tôi, rồi cho trực thăng HU-1A bay thấp sát ngọn tre tìm hầm bộ đội ta để thả lựu đạn và đạn cối. Vì ta không nổ súng nên máy bay địch tự do bay đi bay lại. Tôi rất lo. Bọn địch làm kiểu này, chúng sẽ tìm được hầm anh em mình. Nếu để nó tự do bắn phá, anh em mình sẽ chết hết. Tôi điện đề nghị tiểu đoàn lệnh cho các đại đội, máy bay vào đơn vị nào thì đơn vị đó nổ súng. Tiểu đoàn nhất trí và lệnh cho các đơn vị khi máy bay vào trận địa tất cả đều nổ súng. Tiểu đoàn vừa lệnh xong, có hai chiếc trực thăng HU-1A quen như cũ không ai dám bắn, nó bay thấp sát ngọn tre theo dọc đội hình tiểu đoàn. Khi nó bay vào trận địa đại đội tôi, tất cả chúng tôi đều nổ súng. Cả tiểu đoàn đồng loạt nổ súng. Một chiếc máy bay bị gãy trong chóng, rơi giữa cánh đồng, cách chúng tôi chưa đầy ngàn mét. Chiếc thứ hai vội bay lên cao và biến mất. Chúng gọi máy bay phản lực đến đánh bom. Loạt bom thứ nhất một quả rơi đúng góc nương dưa có hầm trung đội lộc, cách tôi chừng 20 mét. Tôi nghĩ hầm lộc đã trúng bom, chắc anh em ta đã hy sinh. Đợi cho lớp khói bụi tản ra để bò lên xem lộc thế nào, thì thấy lộc ngồi thò đầu lên lấy tay ra hiệu là an toàn tôi vẫn bò đến hầm lộc. Tôi chứng kiến cảnh tượng quả bom phạt quang nổ ngay trên hầm. Nắp hầm được đậy bằng một tấm phản dày, được lấp đất cao khoảng 30 phân mà cả phản và đất bay sạch trơn. Lộc và một chiến sĩ ngồi thò đầu ra giống như con chim đang ngồi trong tổ chờ mẹ về đút mồi. Tôi và Lộc cố kéo tấm phản bị lật bên cạnh đẩy lên hầm để tránh mảnh bom pháo. Tôi vừa về tới hầm thì một quả pháo khói từ máy bay L-19 bắn ngay vào bụi tre cạnh hầm của tôi tôi vội nói với cậu thông tin, nó đánh đúng hầm ta rồi. Ngay lúc đó, tôi nghe tiếng rít xé tai rồi nghe một. Tiếng nổ ục đất khói mù mịt, tôi chẳng biết gì nữa, một quả bom tấn nổ ngay canh hầm tôi làm cả bụi tre và cả cái hầm của tôi cứ từ từ trôi xuống đáy hố bom sâu hơn 2 mét, hố bom sâu và to bằng cái giếng làng, anh em biết hầm của đại đội đã bị trúng bom. Ai cũng sợ chỉ huy chết nên đều lần lượt bò đến xem sao, lộc, trung đội trưởng là người đến đầu tiên, Lộc mừng quá thấy mấy thầy trò chúng tôi còn sống. Lộc nói, em chắc ban chỉ huy tiêu hết rồi. Tôi nói, thôi cậu về đi, cho bộ đội cảnh giới, bộ binh nó mò vào bây giờ đấy. Chúng tôi lợi dụng ngồi dưới hố bom cưa các cây tre đổ để làm giá gác tấm phản lên tre mảnh đạn. Cả ngày bom đạn như vậy nhưng đại đội tôi chi bị sập có hai hầm may mà không ai hy sinh. Đây cũng là trận cuối cùng đợt một hoạt động ở huyện Đức Hòa, Long An. Tối hôm đó, đơn vị được lệnh rút lên Cam Phu chia nhận nhiệm vụ mới. cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại